Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, người dân đều cố gắng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thế nhưng lại có một số cá nhân cố tình đăng thông tin sai sự thật. Đó là hai đối tượng Đỗ Thanh Đời, 26 tuổi và Lưu Thị Thu Trang, 22 tuổi, cùng ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, vừa bị lực lượng công an thành phố Long Xuyên mời lên làm việc. Hôm qua, mạng xã hội Zalo lan truyền một đoạn ghi âm với nội dung không đúng về dịch Covid-19 ở thành phố Long Xuyên. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định Đời là người trực tiếp thu đoạn ghi âm rồi gửi lên nhóm Zalo. Sau đó Trang gửi cho một nhóm Zalo khác. Từ đây, đoạn ghi âm được lan truyền rất nhanh, chia sẻ theo cấp số nhân. Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng Đời và Trang đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.